Rồi chào anh em nha. Dạ này cũng 9 giờ rưỡi rồi. Thì nói chung mấy anh dài á, nay mình tâm sự cho anh em vui chơi nè. Có nhiều người á, vô bình luận á, kêu mình qua vũ ký, vũ kỳ, vô công gì đó, coi học theo người ta. Cái gì mình chỉ á, thì anh em nói á, là như chia sẻ này nọ, anh em nó không bằng người ta, xe bét xe bét. Rồi mình sẽ nói cho anh em hiểu những cái gì mà mình chia sẻ từ trước tới giờ nha, thì anh em cảm nhận nó là những cái sai sợ sai lầm của mình mới hành ra được mình như bây giờ. Là mình từng nói với anh em là nghề sẽ về tự dạy nghề cho anh em, mình chia sẻ những clip á, là chất xám của mình, là những cái thực tế của mình đã mình trải qua, mình làm rồi mình đi chơi hàng ngày, đấu hàng ngày, mình mới có những cái đó mình chia sẻ lên cho anh em. Mình có thất bại mình mới có thành thành công được. Còn anh em mà kêu chó nhà anh em nó chia kia qua bên vũ kỳ vũ ký, mình nói thiệt cho anh em á, đừng bao giờ mà nói chuyện đó với mình. Ở đây mình chia sẻ lên á, anh em đam mê, anh em theo dõi, anh em tự tham khảo. Mình chia sẻ làm sao tự anh em hiểu. Còn cái người mà kêu mình vậy á, chẳng khác nào đầu tàu hũ không. Cái lý thuyết á, mình nói anh em chơi cái môn gà này á, cái lý thuyết nó khác, thực hành nó khác, nó xe lơ xe lắc, nó không có giống nhau. Trong cái môn gà này mình nói thiệt cho anh em, không bao giờ một mà cộng một cộng một cộng hoài cộng lên hai ba, không có. Chơi gà mà anh em tối ngày suy nghĩ cái đầu anh em á, học lý thuyết không, muốn lý thuyết lấy mua cuốn sách ra anh em nhìn anh em đọc đi, rồi anh em áp dụng như con gà được không? À, những cái gì mình chia sẻ lên đây mình nói thiệt với anh em là những cái đó là những cái thất bại của mình đều đã bị rồi, những cái thất bại mình đã trải qua, mình mới cải tiến, mình mới làm, học từ từ, tự mình học, mình từ từ mình mới có những cái clip mình lên đây mình chia sẻ cho những anh em là cái đó là mình đã làm được thì người ta cũng sẽ làm được. Anh em hiểu không? Đừng có bao giờ so sánh nó kiểu sọc dưa đó, vũ kỳ vũ ký đây đó, nhưng mình không có lại cái nghĩa địa gì trên, mình nói thẳng luôn á. Đây mình lên clip mình ngồi nói chuyện với anh em là hứng mình nói, chứ không phải mà như phải bằng bộ đồ lịch sự vô rồi đeo khẩu trang hay lịch sự gì đó nói chuyện mà vẽ lung tung như là một thầy giáo dạy học trò. Còn anh em thích như vậy á, mình yêu cầu anh em goodnight qua bên kia, goodbye, bấm nút biến qua bên kia coi. Mình nói thiệt mình không quan tâm là bấm cái clip lên mà mình thấy là mình lướt qua mới là bấm không quan tâm, không có xem. Đối với mình á, sư phụ của mình á, là ông già già, ông mãi trong tim của mình, mặc dù là chưa có dạy mình một cái gì hết, chưa có nói chuyện với mình nhiều luôn, nói chuyện là chỉ là lúc đó mình nhỏ xíu thôi, nhưng mà mình nghe mình phải sợ luôn mức độ vậy đó, anh em hiểu không? Ông chết rồi là lúc đó mình còn nhỏ, mình mới có hai mấy tuổi thôi, mà lúc mình biết ổng là mười mấy tuổi, nhưng mà ít khi nào mà nói chuyện được với ổng. Nói anh em hiểu không? Đó là một người thầy mà mình mới tôn thờ trong tim mình luôn nè. Không bao giờ người nào biết người thầy của mình là người nào, mặc dù người ta chưa dạy mình một cái gì gì con gà đó, mình nói thiệt với anh em luôn á, chưa có dạy mình cái gì hết luôn, mình chưa có biết gì, mình chưa có nói chuyện với ông già già một cái câu nào nhiều, cho nên gặp ổng cái cười vậy thôi rồi đó, rồi vậy thôi, có nói chuyện với con gì đâu. Nhưng mà mình nãy mình rất là sợ ổng, mình rất là nể phục ổng, mình tôn thờ ổng vậy thôi, chứ sự ra ổng không là gì của mình mà kêu mà ổng dạy mình gì hết. Mình trong tự cái tâm lương tâm mình kêu ổng là ổng là sư phụ thôi, chứ ngoài ra không có người nào mà có nghĩa địa gì đây mà dạy mình chứ. Mình nói thiệt với anh em á, mình những cái clip mình chia sẻ lên á đều là nói chuyện thực tế hết. Anh em xem dãy ghi, mình có dãy ghi cho anh em, nhưng mà mình nói với anh em á, dạy dây là một lẽ, dạy xấu giảng chơi bình thường, chứ không phải mà vì một một cái coi một cái lý thuyết mà nó lãi xẹt câu từng cái dãy hậu, từng cái dãy độ, từng cái hàng biên, cái hàng nhỏ nhỏ xíu ngón giò, dãy dặm dãy đù tào lương chưa hết. Suốt cuộc đời anh em chưa bao giờ chơi được một con gà hay, hiểu không? Cái cách nuôi nó không phải là một ngày một lẽ như anh em nghĩ đâu, lý thuyết là nó khác, thực hành nó khác. Mình nói thiệt đâu có đó đàng hoàng, cũng như anh em thấy quýnh bida dễ thực tế nè, đánh cái bida nó rất là dễ đúng không, cầm cây cơ quýnh được không,
vô quýnh trúng không? Đơn giản thôi, thấy chứ hai chiếc bi nó nằm vậy đó. Tôi cầm chiếc bi là tôi họt vô là trúng liền đúng không? Cầm cái cơ họt trúng không? Trúng không? Nó khác xa hết. Trúng á là phải người chơi từ từ, chơi từ nhỏ, chơi bắt đầu người ta mới biết cái đường đó, người ta mới cái nuôi gà lắm, nhưng ông y hệt là quýnh da vậy đó, mình thiệt cái em nó không có lý thuyết được hết. Tôi quýnh băng này, tôi đi băng kia, mà tôi quýnh ngược lại hết. Tự người ta chơi từ từ, cái đầu người ta có cảm tưởng là người ta quýnh cái cơ đó là phải đi bên đây, phải đi vòng vòng bên kia nó trúng, đúng không? Chứ không phải như một cái lý thuyết mà đơn giản rồi cái bi nằm vậy tôi hụt cái nào nó trúng, không có đâu. Để cà phê chô nè, chô về cà phê rồi nó trúng, nó y như một nuôi con gà luôn, quýnh bia. Thì mình tạo mình nói cho anh em vậy, tự anh em hiểu rồi, nó khó lắm. Lý thuyết nó khó, khác thực hành nó khác trên nè. Học lái xe du lịch cũng vậy. Thầy dạy vô trả số gì sao chỗ kia đúng không? Đi học phải đi biết bao nhiêu lâu mới lái được chiếc xe. Đâu có đùng lên mà lái được, mà yeah, được đâu, lý thuyết là nó khác rồi đó. Lý thuyết là thực hành nó khác, nuôi gà cũng phải như vậy. Đừng bao giờ mà để cái đầu mình nó đi thẳng vào cái lý thuyết nhiều quá. Anh hiểu không? Đây mình chia sẻ cho anh em là những cái gì hứng thú. Lúc mình ngồi có hứng, mình giờ đồng hồ có hứng, bắt lên mình nói, mình quay, mình ngồi nói chuyện. Thực tế anh em mình chia sẻ gì con gà. Tại vì sao? Cái gì mình làm được rồi mình mới trả lời cho anh em được. Mình từng nói với anh em ngày nuôi gà là ngày tự ngày sẽ dạy ngày. Chứ đừng bao giờ theo một cái lý thuyết, nó rất là lãng xẹt. Một con gà hay nó hội tụ nhiều cái yếu tố lắm, chứ không phải mà cầm cái chân lên cái chân này dãy này xấu nè dẹt. Mình chưa bao giờ nói câu đó. Cũng như con gà cũng của anh em đi, giờ anh em lại hỏi mình gà này chân dày hay không, mình vẫn nói hay. Mình không có dám nói dở nha, mình chưa bao giờ dám nói dở. Tại vì một con gà hay nó hội tụ nhiều yếu tố, từ mặt, tướng, dáng, ha, lông, khung xương, mấy tới chừng, đúng chưa? Bổn ban là nói chung là cái nó hơi xa rồi. Tại vì mua gà là chưa có biết bổn ban hết đâu. Tại vì mua như một người này mua một người kia, làm sao biết cái gốc con gà đó ở đâu? Đó, thì cái người đó sẽ nói là tự người ta làm ra, người ta tạo ra. Nhưng mà sự người ta mua qua máy tay rồi. Anh em biết cái chuyện đó không? Nuôi gà mà anh em so sánh tôi với Vũ Ký gò công gò cộng gì đó, cái chuyện nó dẹp qua bên đi. Không có người đẳng cấp mà qua ông già của mình đâu. Mình nói thiệt, mình đây chia sẻ anh em là những cái thực tế mình đã trải qua, mình đã làm được và mình thành công lên con gà như cái gì mình mới làm ra cái clip mình chia sẻ cho anh em. Còn anh em tối ngày mà cái đầu anh em á thật lý thuyết hoài, không có thực tế. Cũng như một cái người hầu đi, một người hầu mà ta học cho ra cấp ra bằng, người ta lấy cái bằng đi, cái bằng kỹ sư nha, gọi anh em kêu đi xây một vách tường với một cái người làm thợ lâu năm, xây lại không? Cái kỹ thuật lót gạch, dán gạch đó, cái hàng kỹ sư nó biết không? Nó chỉ biết mô phỏng ra là cái đó trên máy tính, anh em phải làm giống vậy, nhưng mà thực tế nó cầm cái bài nó làm được không? Mới lột lẹ. Nó xây nhanh giống anh em không? Nó là ngày dạy ngày, người ta làm từ từ, có ý ký. Cái đầu người ta nhìn khúc cục gạch này xây sao, anh em hiểu chưa? Đó, lý thuyết không rồi đâu có bằng cái thực hành. Bởi vì mình nói chung là mình chia sẻ anh em á, thích thì anh em xem, còn anh em không thích á, quên kia xem. Mình không có năn nỉ một người nào xem cái mình á. Mình nói thiệt luôn, nó thẳng cho anh em vậy đó. Anh em thương mình, em thích mình thì anh em quan tâm, anh em xem clip mình rất là vui. Còn không quan tâm mình nữa, đừng có chực chờ mà đợi mình đăng cái clip lên nó nhảy vô mà cào phím đủ thứ. Đây cái gì mình nói cũng tầm bậy, nhưng mà bên kia nó đúng, bên kia coi. Đâu có bắt anh em ngồi coi cái clip của tôi nói chuyện đâu, đúng không? Những cái gì tôi làm được, tôi chia sẻ lên anh em. Còn cái người khác á, có làm được không? Hay là bạn mua đồ sạch sẽ lên làm thầy giáo, đúng không? Đây mình không có nói xúc phạm một người nào hết, nhưng mà thật sự là nó như vậy. Đừng so sánh tôi với người nào hết, tôi không thích. Đó, thích thì xem thích thôi, không có cần mà anh em phải so sánh tôi như này như kia, hiểu không? Nuôi gà mình từng nói với anh em, mỗi người mỗi một cách nuôi, không ai giống ai hết. Tại vì bảo thủ, cái đầu bảo thủ vì một cái lý thuyết suốt đời vẫn là một cái đầu tôi thủ. Anh hiểu không? Lý thuyết thực hành nó phải đi khác nhau, không có giống nhau cái đường nào đâu, cho anh em hiểu.
thực hành nó khác, lý thuyết nó khác. Đừng có so sánh vô mà lý thuyết. Cái đây mình nói thiệt, mình chia sẻ anh em cái gì á, là trong tự cái lương tâm của mình chia sẻ lên, mình không muốn ai bị gạt hết. Tại mình hồi nhỏ cũng y như anh em vậy, có biết cái gì con gì con gà con vịt đâu. Mình nói thiệt luôn, hồi đó mình chích thuốc con gà nó mà cái ngực con gà nó banh luôn á, kia là bị hư con ngực luôn á, em hiểu không? Thấy chuyện đó chưa, chích hư con gà luôn rồi mới có kinh nghiệm á, chứ có ai dạy đâu. Cái mũi kim chích còn không biết nữa, toàn là kêu người này chích dầm không luôn á, nó thiệt cho anh em á. Chồng cái cửa cũng vậy, nó đi năn nỉ từng người luôn á, có ai dạy, có ai thèm chồng vui nó chồng, nó buồn nó không chồng thôi là biết mà, rồi nó về rồi đâu có đá được đâu đó anh em ấy. Rồi nuôi gà mà đập máy với nhau, con gà này gà này kia đạp, không có ai chỉ đâu. Ai chỉ anh em không? Anh em muốn sách gì anh em câu nè, anh em đọc nè, cuốn sách nó chỉ hết không. Sách dở là một lẽ, thực hành ngoài đời mới là khác. Thí dụ đơn giản như chồng cựa đây nè, cái người mà không biết chồng cựa nó miệng cái gì cũng hay, nó gì cũng hay, kêu chồng với ẹt chồng vậy, vô chồng ăn keo tay cũng gì nè, y như là chỉnh xe ghiền rượu vậy đó. Y một cái thằng ghiền rượu vậy đó, tâm lý mặt mà xinh lại lát chồng chồng cựa mồ hôi game lồng lum cho nó. Lý hết thì nhìn dễ nó, trời chồng cửa với ẹt vô đây tôi chồng chứ, vô chồng đá tiền ít thì không sao, vô chồng tiền nhiều cái tâm lý nó gung mới cho chồng được đó. Nó anh em nói đi, tôi nói đúng không? Chưa bao giờ mình chỉ anh em một cái gì mà tầm bậy hết. Thích thì làm, không thích thì thôi, không có cần anh em làm theo, đúng không? Clip nào mình cũng nói y như vậy, anh em tham khảo chứ không có bắt anh em làm theo. Chưa bao giờ bắt em làm theo. Còn anh em trị được bệnh hay không là tùy theo anh em nữa, tùy theo duyên của anh em. Cái tài có sát nuôi gà không, sát cá cũng như sát cá gì đó. Một người nuôi, một người bên đây câu cá, hai người ngồi chung, mà cái người bên A giật cá, người bên B không có giật con nào, tức bỏ ăn câu đi về, bẻ ăn câu đi về luôn. Nó này mới hiểu, từ từ mới có kinh nghiệm. Tại sao? Tại vì cái hàng bên đây nó có mồi thuốc, bên đây câu cá không có mồi thuốc lấy gì dính, hiểu chưa? Đó mình nói anh em đó, cái gì cũng vậy, đừng có so sánh nó khập khiễng với một cái lý thuyết. Về bên thực hành ở đây, clip của mình á là clip thực hành, cái gì thực hành rồi mình mới chia sẻ cho anh em, còn cái clip người ta lý thuyết thực hành vậy đó, tự anh em cảm nhận. Tôi ví dụ đơn giản như cái câu đơn giản này, nó là cái gà, con gà đừng cắt cái mỏng xác, đúng không? Đừng cắt mỏng xác con gà Mỹ với con gà Việt đó. Có anh này có nghe cái clip đó chưa? Anh em cứ quảng bá truyền tùm lum anh em đủ thứ hết, mà nói với anh em nè, cái lý thuyết nó khác nha. Cắt cái mồng là người cắt khéo và người cắt không khéo, chứ không phải ai mà cũng khùng điên mà cắt sát cái mồng vô dính với da đầu con gà hết. Anh em hiểu chưa? Đó như cắt cái tích con gà có cắt, mà người khéo tay nó cắt cái đường thẳng, người không khéo tay thì nó cắt nó phạm, không phải là nó không đẹp không đều. Đó là những cái chuyện đó mà anh em lý thuyết nó khác thực hành khác không? Nhìn con mắt mình nhìn thấy người ta làm nó vô làm thử được không? Rồi từ từ mới quen tay. Cắt sát cái mỏng với không sát cái mỏng không quan trọng gì trên. Nó không có gì liên quan tới mà cái con gà so sánh với con gà Mỹ với con gà Việt mà cắt cái mỏng mà nó sát không sát. Không có con gà nào ở đây nói thiệt, bình thường vẫn cắt bình thường không có gì hết. Tùy theo cái góc chân con gà, nếu cái góc cái mỏng con gà cái chân nó bự thì cắt chừa cái góc lại. Còn cái chân con gà nó mỏng thì mình cũng cắt phải chừng hao lên vài ly, đúng không? 4-5 ly đó. Thì lúc ai đâu mà cắt sát thuốc ở trong vô làm cái gì đó, mình nói với anh em là vậy, là anh em hiểu rồi đó. Lý thuyết nó khác, thực hành nó khác, chứ đừng có nghĩ mà học 1+1=2 là bậy. Nuôi gà ở đây không có vụ đó đâu, đừng có coi cái dãy cái gì mà từng cái dãy từng nhỏ xinh xíu nó xíu hay là nhìn con gà đó, con gà nó giỏi cựa không giỏi cựa ở đây mà chứ anh em á, đừng bao giờ xem những cái đó, những cái gì đừng có xem lý thuyết. Mình nói thiệt, nhiều con gà dãy gì nó xấu quá à, buông ra đi nó đá trên em thấy cái cảnh. Nhiều con gà chân cẳng nó đẹp lắm, buông ra nhảy là bà đa không mà. À, hiểu không? Lý thuyết nó khác, thực hành nó khác. Nhìn cái mặt con gà dáng tướng như vậy, chân nó đẹp vậy, buông ra sổ thôi đi, vô cựa thử ra anh em cười chết luôn. Chỉ chơi hàng ngày đi rồi anh em sẽ hiểu, đừng có ngầu đó mà ngọc là học lý thuyết. Cái môn này là phải môn một ngày đi á, một hạt một ngày đi rồi học cái sàn khôn đó. Mình sẽ khôn về đủ thứ chuyện hết mọi mặt, chứ đừng có ngầu chỗ mà ngày học lý thuyết với cái đầu tù hủ không à.
nó anh em vậy đó, bởi vì cái clip của mình làm ra cái gì cũng vậy, thực tế không bao giờ có lý thuyết trong đây, toàn thực tế hết, sách vở là dẹp qua một bên với mình đi, mình nói thiệt chưa có người đẳng cấp nào kêu mà dạy mình đâu, tự mình mò mẫm mà ra thôi, thất bại là mẹ thành công, chưa bao giờ năn nỉ ai chỉ một cái gì, mà nó khẳng định với anh em một câu như vậy, vui thì thôi, bù nó thì thôi nữa, nó khác nhau hết, vui thì nó chỉ đó, bù nó không chỉ đó. Rồi nó vui á, nó nếu mà nó thích mình á, nó nói cái miệng nó ra ấy, con gà mình hay, nó ví dụ nó ác ý với mình, nó ghét mình, nó nói nhẹ khác là con gà anh em hư, anh em hiểu không? Anh thấy con gà nói chi là dãy di nó tốt đi, anh em không biết xem dãy đi, rồi bây giờ nó dãy xấu rồi, nó dãy xấu nữa, bán rẻ tao, đúng chưa? Đó, trong cái môn này là cái đầu phần nào cũng sạn không mà, đừng bao giờ học lý thuyết nhiều quá với cái đầu cầu thủ không nha. Rồi cũng chào anh em buổi tối vui vẻ nha.